Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt sợ hãi trước bất công nhưng hăng hái cầu thánh thần chiếu cố. Ngày 18 tháng 2, báo Tiếng Dân đăng bài Chùa và chợ của nhà thơ, nhà giáo Thái Hạo. Thời báo chấm D giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Nhìn biển người tại sân chùa Ba Vàng ngày 18 Tết, tôi lại nhớ vụ việc thu phí dã man như cướp ở các chợ những ngày qua mà mình đã phản ánh. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Có một trường hợp gần như duy nhất vào nhắn tin cho tôi, chia sẻ về nạn cướp chợ nơi anh ta buôn bán. Nhưng một dòng thông tin thì bay bốn dòng dặn dò, anh đừng đưa lên nhé. Tôi nói yên tâm, tôi không bao giờ đưa thông tin của ai lên khi người ấy chưa đồng ý. Mà thật ra tôi cũng không rảnh đến thế đâu. Nhưng sau đó anh ta đã thu hồi luôn tin nhắn, anh ta sợ, sợ đủ điều. Hầu hết bà con tiểu thương khi đọc được những bài viết ấy của tôi chắc cũng có chút mừng thầm, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Họ chờ ai đó sẽ làm thay cho mình, hoặc đợi mọi việc tự thay đổi. Họ sợ phiền phức, rắc rối, sợ trả thù, sợ bóng, sợ gió, sợ đủ kiểu. Họ sẽ than thở hay chửi bới cho vợ, cho chồng nghe trong nhà. Nhưng ra chợ thì nín thinh, và cứ thế đưa tiền, dù trong bụng tức tối. Điều này đã khiến cho tôi buồn bã và cả giận dữ. Khi nhìn một tình trạng dân chúng gần như tê liệt trước bất công, sai trái, nỗi sợ hãi đến hoang đường dẫn đến khiến họ đánh mất đi những phẩm chất làm người vốn dĩ là tự nhiên nhất và cứ thế sống đời nô lệ trong huyết quản. Hình ảnh chùa Ba Vàng đông nghịch ngày Tết. Thế nhưng họ hăng hái đi chùa, xa mấy cũng đi, để cầu, để xin, để mong được thần thánh chiếu cố. Họ sẵn sàng quỳ sụp xuống trước những pho tượng đất sét, quỳ sụp xuống trước những kẻ giả sư với một niềm tin và ý chí không gì lay chuyển. Họ đổ về các chùa, đền, phủ. Họ tranh nhau nhét tiền vào tay tượng Phật, họ dành nhau dâng tiền cho các giáo chủ phái cúng dường. Họ quỳ xuống để mong được công bằng sẽ đến với mình, họ chắp tay để cầu lẽ phải và bình an. Nhưng khi bị chà đạp và bóc lột, họ tuyệt đối im lặng. Họ thuê xe rủ nhau đi chùa cách xa hàng trăm cây số để lạy, nhưng không ai lên ủy ban xã ngay sát nhà để kêu đòi quyền lợi và phản ánh bất công. Phật nào cứu nổi những người bạc nhược, đớn hèn và chỉ biết hối lộ thần thánh như vậy. Đôi khi tôi đành thở dài, cũng chẳng biết trách ai, vì sống như thế chúng ta xứng đáng bị giẫm đạp. Tiếng thở dài của nhà giáo Thái Hạo nghe não lòng, và không chỉ mình ông thở dài, nhiều người phản biện, người đấu tranh trước đây và bây giờ đều thở dài như ông. Hình ảnh một gã giả sư. Cách đây nhiều năm, nhiều nhà hoạt động từng rất tích cực trong phong trào đòi dân chủ cho Việt Nam đã phải lắc đầu ngao ngán, hỏi một câu tương tự nhà giáo Thái Hạo rằng: dân tộc này xứng đáng bị cai trị như thế. Bởi người Việt sợ hãi đến mức chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến họ giật thót mình. Một nhà hoạt động từng kể, những người bạn của cô đã rất hùng hồn khi lên án bất công chỗ nọ chỗ kia trên bàn nhậu. Họ biết cả đấy, không phải họ bị mù thông tin đâu. Nhưng khi cô cất tiếng hát bài hát của Việt Khang, xin hỏi anh là ai, thì những người bạn kia đều lần lượt tìm cách đứng dậy, bỏ đi. Và họ nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Cũng chính vì nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy, nên trước bất công, họ không dám kêu gào với ai, thì đành phải bấu víu vào cửa Phật, với hy vọng số tiền cúng dường của họ sẽ khiến Đức Phật, khiến ơn trên đoái thương, mà bất chấp triết lý, giáo lý của nhà Phật. Không rõ họ có hiểu rằng hành động của họ đang bôi xấu đạo Phật và tiếp tay cho những kẻ giả sư kia lừa đảo người dân, khiến những người thành tâm hướng Phật xa lánh cửa chùa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Người Việt sợ hãi trước bất công nhưng hăng hái cầu thần thánh chiếu cố. Vì sao người Việt dễ dàng trở thành nạn nhân lừa đảo qua mạng? Ngày 17 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin mã độc trộm tiền trên iPhone tấn công người dùng Việt Nam. Theo đó, công ty an ninh mạng quốc tế Group IB cảnh báo về một mã độc trên iPhone mới được thiết kế để đánh cắp dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, tài liệu nhận dạng và chặn SMS đang tấn công người dùng Việt Nam và Thái Lan. AFA cho biết, truyền thông nhà nước loan tin trong ngày 17 tháng 2 dẫn giải thích cảnh báo từ Group IB rằng mã độc mới này do một tin tặc nói tiếng Trung Quốc, có tên mã là Gone Factory phát triển. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo báo cáo chi tiết của Group IB, Gone Factory là phát triển một họ mã độc cực kỳ tinh vi, nhắm mục tiêu vào các ứng dụng ngân hàng, mạo danh ngân hàng địa phương và các tổ chức chính phủ
bao gồm các mã độc đã được phát hiện trước đó và mới đây cả trên iPhone và Android. AFA dẫn đại diện của Group IB tại Việt Nam cho biết, một người dùng Việt Nam đã trở thành nạn nhân của loại mã độc hại này khi thực hiện các hoạt động mà ứng dụng yêu cầu, bao gồm cả quét nhận dạng khuôn mặt. Kết quả là tin tặc đã rút số tiền tương đương hơn 40.000 USD. Theo AFA, điều khiến cho mã độc này trở nên nguy hiểm hơn chính là khả năng khai thác dữ liệu sinh trắc học bị đánh cắp. Từ dữ liệu này, tin tặc sử dụng công cụ AI để tạo ra nhận diện giả bằng cách thay thế khuôn mặt của chúng bằng khuôn mặt của nạn nhân nhằm truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân hoặc dữ liệu khác được bảo vệ bằng nhận dạng khuôn mặt, hoạt động như 2FA. Khi nạn nhân phát hiện ra mọi chuyện thì có thể đã quá muộn. Các tài khoản ngân hàng là đích đến của bọn tội phạm lừa đảo qua mạng. AFA dẫn các chuyên gia của Group IB khuyến cáo để bảo vệ iPhone, người dùng nên tránh cài những ứng dụng có nguồn không tin cậy, hạn chế tải ứng dụng trên Test Flight, vì nền tảng này không được kiểm duyệt như App Store. Liên quan đến vấn đề này, AFA dẫn thạc sĩ Philip Hùng Cao, chiến lược gia và nhà truyền bá về Zero Trust, một mô hình về bảo mật mạng, cho biết có gần 16 tỷ USD do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ USD toàn cầu. Đó là con số rất lớn, để thấy rằng Việt Nam là vùng trũng trong khả năng nhận thức và thông tin về sử dụng mạng. Báo Tuổi Trẻ ngày 12 tháng 1 cũng dẫn quan điểm của chiến lược gia Hùng Cao, cho rằng COVID-19 đã thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng online. Từ đó, thay vì mang tiền ra ngoài đầu tư và tương tác trực tiếp với người khác, thì nay nhiều người ngồi ở nhà mở tài khoản trực tuyến để làm ăn. Hơn nữa, tâm lý ít công sức, thời gian ngắn nhưng lại nhanh có tiền đã cuốn nhiều người trở thành con mồi của lừa đảo. Hình ảnh một biếm họa về lừa đảo qua mạng. Tuổi Trẻ dẫn nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng phong trào chuyển đổi số rầm rộ, mua sắm trực tuyến bùng nổ, cùng với sự phổ biến của thanh toán không tiền mặt, trong khi ý thức và kiến thức bảo mật của phần đông người dùng còn hạn chế là nguyên nhân khiến cho tội phạm lừa đảo liên tục nhắm đến người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng mà báo chí không nhắc đến đó là thói quen tuân phục đã ăn sâu vào nếp tư duy của người Việt sau mấy chục năm bị hệ thống giáo dục của Cộng sản nhồi sọ. Ban đầu, người dân ngoan ngoãn chấp hành tất cả các yêu cầu của chính quyền, không thắc mắc, không nghi ngờ, coi đó là điều đương nhiên đúng. Sau đó, thói quen này dần dẫn đến việc tuân thủ chấp hành tất cả những yêu cầu của các doanh nghiệp tư nhân vì họ đã được nhà nước cấp phép. Thói quen này đã khiến cho người Việt không có khả năng đặt ra những nghi vấn, phản biện trước mọi vấn đề. Và chính vì vậy, khi gặp những yêu cầu của bọn lừa đảo qua mạng, người ta đã thực hiện một cách vô thức như kiểu phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao người Việt dễ dàng trở thành nạn nhân lừa đảo qua mạng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.